là nó rất là đẳng cấp. Đó, một cái củ rất là đẹp. Nhưng cái loại này, hàng rừng này mà lên bình ý, thì thật sự là tuyệt vời. Và em cũng đã quyết định mua lại và em sẽ trồng lại. Và có thể là em sẽ vận chuyển. Thì ngày hôm nay em đang đứng ở giữa một cái chỗ mà thật sự là đến bây giờ em trồng sâm rất là nhiều năm rồi mà em mới phát hiện ra rằng là có một cái anh mà anh trồng được cái tam thất hoang và cái tam thất hoang và một số dòng tam thất của Việt Nam mình mà người ta trồng ở trên cái sọt nhựa này mà rất là đẹp nhá. Và đến lúc này là em đi khoảng cách từ nhà em đến đây là khoảng tầm 500 cây số để mà được thăm cái chỗ này. Chỗ này thì anh ấy bảo là anh ấy trồng lại khoảng tầm 50 cân. Và đây này, có một số củ là anh ấy mới trồng lại và nó cũng rất là đẹp. Đây. Và những cái cây mà anh ấy đã trồng rất là nhiều năm ở trên chậu rồi. Đây, người ta trồng ở trên cái sọt nhựa. Đó, mọi người ơi, nhìn này, rất là đẹp. Những cái hàng này thì nó thật sự là đây, cây đang lên đây và cây rất đẹp luôn. Em cũng không thể nghĩ được tại sao anh ấy có thể trồng được bạn. Đây có một cái củ này. Đây mọi người ấy nhìn này. Một cái củ này rất là to luôn. Đó. Và anh ấy có nói là anh sẽ bán lại cho em. Và anh ấy trồng là tất toàn bộ chỗ này là hàng rừng hết hoàn toàn. Đây chị đi vào đây. Đây có một củ này. Đây em vừa nổ thử một củ này lên. Đây em quay sát cho mọi người xem. Đây thật sự là nó rất là đẳng cấp. Đó, một cái củ rất là đẹp nhá. Cái loại này, hàng rừng này mà lên bình ý, thì thật sự là tuyệt vời. Và em cũng đã quyết định mua lại và em sẽ trồng lại. Và có thể là em sẽ vận chuyển toàn bộ bằng sọt này về, hoặc là em sẽ đào lại. Và anh ấy bảo là thật ra thì đây không có một chút vòi tưới nào. Rất là nhỏ nhá. Cái tầng này của nhà anh ấy ở trên mái mà nó chỉ cao khoảng, chắc nó rộng chỗ này chắc khoảng tầm 20 mét vuông thôi. Đó, đây toàn bộ và đã trồng lại. Đây anh ấy còn gieo một số cây cọn này. Thật sự là em là một người mà làm trồng về sâm rất là lâu rồi. Mà đến hôm nay mà em còn rất là bất ngờ với khả năng trồng của anh ấy. Đó, rất là đẹp và rất là hay. Đây mọi người này. Đây là cây gọi là, cây này thì gọi là cây Vũ Diệp. Tại sao gọi là cây Vũ Diệp? Nó thuộc vào dòng Panax. Panax thì nó là sâm. Nhưng mà cái lá của nó xẻ lông chim thì nó giống như cái lông ấy, thì người ta gọi là Vũ Diệp. Còn đây là lá tròn này, thì cây này gọi là cây Tiết Trúc. Và ở đây này có cái lá của cây này này thì gần giống với cây sâm Lai Châu. Đó. Và cây này nữa. Đây, cây này nữa. Đó, và cũng có thể là ở trong này sẽ có một vài củ sâm. Đó. Thì cái này thì em không dám chắc bởi vì cái lá này của nó hình thù thì gần giống nhau nhưng không phải. Đây nó đang đến mùa lên nhá, rất đẹp luôn. Thật sự đến lúc này em vẫn còn đang cảm thấy là hơi bỡ ngỡ với tất cả mọi điều ở đây. Đó, nhiều anh thì đặt ra một câu hỏi là em lấy đâu ra nhiều sâm như vậy. Bởi vì là em đi chơi và em gặp rất là nhiều anh trồng lại rất là nhiều. Và tam thất, tại sao em lại có những cái số lượng nhiều như này? Bởi vì em đi mua lại. Đó, giá thành thì gần như là cái hàng này này thì nó cũng sẽ không phải là quá cao. Và đôi khi là em mua vì em có một cái niềm đam mê rất lớn với sâm và tam thất. Đó, đây. Còn cái củ này này, anh ấy còn bảo đây là một trong số cái củ bạch cập, củ tròn. Cái này dùng để chế biến, để làm một số phương thuốc giống như kiểu là chống dại. Người Trung Quốc thì người ta hay làm cái này để chế biến bán sang Pháp, để làm thuốc chống dại chó cắn này, hoặc là dại mèo, hoặc là dại rơi. Đó. Còn đây nhá, đây có cái củ này. Đây, củ này thì nói thật sự với mọi người luôn. Đây, nó quá. Đây, củ bên cạnh này thì rất là dài, còn củ này thì rất là to. Đó, hàng rừng mà trồng lại, anh ấy trồng thật sự đây. Cái đất mà anh ấy trồng nó đúng với đất rừng luôn mà nó đẹp, đẹp dã man luôn chứ không phải là đùa luôn. Đó. Đây cũng là một cái lần đầu tiên mà em phát hiện ra rằng là anh ấy trồng thật sự là đến em đến bây giờ trồng khoảng tầm 7 8 năm nay rồi là đi theo cái con đường trồng sâm mà sao nó lại đẹp với mức độ như thế. Đó, mà rất là nhỏ, một cái khuôn viên rất là nhỏ. Em đầu tiên em nghĩ là anh ấy trồng ở vườn cơ, nhưng không phải. Đó, đấy, rất là hay. Đó, đây đáng có một mô hình đáng để học tập và phát triển. Và những cái sọt nhựa này thì có khi là bỏ đi mà người ta tận dụng được lại như thế này thì thật sự là
rất là tuyệt vời, bảo vệ môi trường và phát triển được cả nông nghiệp. Đó, lưới rất là đơn giản nha mọi người nhé, lưới đen rất đơn giản, không có gì là quá ghê gớm. Đó, thật sự là rất là hay. Đó. Đó, cái video này thì em sẽ nói ngắn thôi để làm sao để cho mọi người cùng biết, để mọi người cùng hiểu và tại sao là em có thể mua được hạt. Những cái củ này này thì anh ấy trồng lại khoảng tầm cỡ 2-3 năm nay, 3-4 năm nay, và không có phun thuốc, không có bón, chăm bón gì hết, hoàn tự nhiên nhá. Đó, rất là hay này. Đây một số củ đây, trồng lại đây. Mọi người nhìn này, anh ấy mới chuyển lên này, rất là dài nhá. Đó, đây, đang mầm đang lên này. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, rất là hay. Đây, củ này cũng thế, rất là dài. Đó, hàng này mà lên bình thì thật sự là bây giờ là hàng hiếm đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì gần như là cái hàng như thế này, dài như này ấy, bây giờ rất khó mua. Đó, đây, đây, rất là khó mua luôn. Và bây giờ anh ấy quyết định là anh ấy bán đi để anh ấy đầu tư sang cây ăn quả. Bởi vì anh ấy mua cái chỗ này cũng khá là nhiều tiền. Và đây anh ấy còn, đây em sẽ quay lỗ cho mọi người xem. Đây một số sọt anh ấy trồng lại, đang trồng lại. Và cái cây này, củ này, những củ này này là anh ấy bảo là anh ấy trồng ở dưới vườn trước rồi. Và sau đó là bây giờ anh cho lên. Và chỉ có hàng rừng ấy thì mắt đốt nó mới đẹp được như thế này. Và đây này, nó lên rêu rất là dài, mắt đốt xếp rất là đẹp. Đó, đấy. Và cái video này này thì em sẽ xin chia sẻ đến đây thôi. Bởi vì là thật sự là nó nói dài quá thì nó cũng sẽ mất hay. Và em sẽ quyết định là mua toàn bộ để đấy. Và em sẽ cho mọi người một cái giá. Thì mọi người cứ kết bạn Zalo số điện thoại 0368950889 với em sẽ cho mọi người một cái giá. Hàng có lá và hàng không có lá nó sẽ khác nhau nhé mọi người nhé. Đó, chân thành cảm ơn, kính chúc mọi người xem hết video một ngày mới vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt ạ.